Hello, wow, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Wow, hôm nay chúng ta có gì đây? Một chiếc rổ màu xanh và chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình tìm kiếm Lightning McQueen và những người bạn các bạn. Wow, bây giờ bước đi vài bước và chúng ta có gì đây? Một chiếc xe Lightning McQueen số 95 Red Easy Team các bạn. Đây là World Brand Speed nha các bạn, một chiếc cúp khá là xịn sò. Và đây mình có gì đây? Frank máy cày các bạn. Wow, nhìn khuôn mặt của Frank máy cày này nè, căng vô rất là xịn luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì là Ice Swimmer các bạn. Wow, và đây chúng ta có Ice Swimmer nha, rất là ngầu luôn các bạn. Đấy, nhìn xịn chưa kìa. Oh, wow, Salmater các bạn. Wow, ở đây chúng ta có Salmater nha. Một chiếc xe cẩu các bạn, chiếc xe cứu hộ như các bạn, bạn thân thiết của Lightning McQueen. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Dark Hudson Harness. Wow, một xe lách cây nữa này. Wow, bên đây quá trời những chiếc xe luôn các bạn. Ở đây mình có một xe màu tím khá là đẹp nha. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ở phía dưới là hình cánh bướm này các bạn, quá đẹp luôn. Ở đây mình có gì nữa này các bạn? Wow, và đây là một chiếc GS màu tím sàn vàng các bạn. Đấy, wow, còn gì ở đây nữa ngoài một chiếc xe khá là ngầu mà mình không nhớ tên của chiếc xe này các bạn à. Các bạn nào biết hãy comment ở dưới nha các bạn. Wow, nó có camera nghe mũ này các bạn, rất là đáng yêu. Wow, ở đây mình có cặp lo này các bạn. Wow, lo của mình đây các bạn. Có hai cái cánh hai bên nữa này. Và đây chúng ta có gì đây? Một chiếc xe đua F1 các bạn, quá xịn sò luôn. Wow, và đây Taumeter các bạn. Wow, ở đây mình có cả Taumeter này các bạn. Số 95 Lightning McQueen khá là đáng yêu. Mighty Thor. Wow, chiếc xe của siêu anh hùng Thor này các bạn. Cup Piston Super Racing Car các bạn. Một chiếc xe đua khá là xịn màu xanh nha. Và đây là chiếc Early Time này các bạn. Chiếc xe đua đời đầu các bạn. Đấy, xịn chưa? Lightning McQueen của chúng ta đây rồi các bạn. Lightning McQueen my friend các bạn. Ở đây chúng ta có gì nữa nào? Ở đây mình có một chiếc phản lực màu xanh dương rất là đẹp luôn. Wow, dưới đây là Lightning McQueen. Super Racing Car. Xe màu vàng của cậu đua đại Noco cũng đang cổ nhà các bạn ạ. Tiếp theo mới về đây là Lizzie các bạn, màu đen nha. Đại Noco số 51 các bạn. Cái lợi Early Time các bạn, của Hồng có tặng 2 chiếc Early Time này. Đẹp chưa? Và đây là đại Noco 51 nha. Chúng về đây sao máy chờ các bạn, quá đáng yêu luôn. Phiêu mò đó các bạn. Wow, đây mình có cặp phiêu mò nha. Và đây là Lightning McQueen và Wonder Woman kho này. Nhịp xe lít một, wow, tận 2 chiếc luôn. Và đây là chiếc xe đua chiều V này các bạn, và chiếc Super Racing Car. Wow, đã chưa kìa. Còn cái này, wow, chiếc xe bít tha vô. Wow, vô bớt nha các bạn. Một chiếc xe đó có sân các bạn, quá đẹp luôn. Đây là gì đây? Chiếc xe màu tím này các bạn. Chiếc xe màu tím rất là ngầu luôn. Chiếc xe màu vàng, wow, thì đó là khác nhau các bạn. Một chiếc là Curse, một chiếc là Daihoku 51, một chiếc 95 các bạn, khác nhau hoàn toàn nha. Đấy, Dinosaur Monster Truck các bạn, xe tải bán tải Monster Truck Dinosaur khủng long ba sừng. Ở đây chúng ta có gì đây? Fillmore. Wow, và đây là Fillmore các bạn. Wow, nhìn cái khuôn mặt rất cần đời, nhìn chán nhãn với các bạn. Wow, ở đây là một chiếc xe đua khá là đẹp nha. Và đây là Storm các bạn, một hầu cận bình mới nổi và khá là chảnh chẹ luôn. Do động cơ sở hữu khá là xịn nên nó rất là chảnh. Các bạn hầu nhìn đã chưa kìa. Mình có một bộ setup xe khủng hồ luôn. Nhìn ngầu chưa? Wow,
không mời các bạn cùng đồng hành với mình trong video này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Bye bye.